Cỏ năn tượng là loài cây bản địa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy là loài cỏ dại, năn tượng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đa dạng sinh học, được coi là thước đo sức khỏe của hệ sinh thái nước lợ mặn nơi đây. Các nhà khoa học đã ghi nhận những đặc tính giúp cây cỏ năn tượng thích nghi và sống sót qua hàng nghìn năm từ ngày châu thổ mới hình thành. Sức sống mãnh liệt của loài cây này còn góp phần chuyển đổi sinh kế bền vững cho bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Sóc Trăng, hợp tác xã MCF Mỹ Quối là hợp tác xã đầu tiên sử dụng nguyên liệu cỏ năn tượng để làm đồ thủ công mỹ nghệ. Thành lập vào cuối năm 2021 chỉ với 9 thành viên, thông qua Hội Phụ Nữ Xã. Tới nay, hợp tác xã Mỹ Quối đã tập huấn dạy nghề đan miễn phí, nâng số lượng lên 700 lao động gia công. Số lao động nữ lên tới 80%, biến nghề đan đồ mỹ nghệ từ cỏ năn tượng thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình nơi đây. Chị Lê Thị Ngọc Quyến là một trong những lao động trở về quê sau đợt dịch Covid-19 vì nhận thấy có cơ hội làm việc đan đồ mỹ nghệ tại địa phương phù hợp với nhu cầu và tình hình sức khỏe của chị. Em có gia đình ở đây, với có con nhỏ, cho nên là mình làm ở dưới quê thì nó thuận tiện hơn. Với lại con cái mình đi học, mình cũng đưa rước được, thì công việc nhà mình làm cũng được. Nói chung là làm cái này nhưng mà vẫn có thời gian lo cho gia đình. Năm 2021, khi được hợp tác xã MCF hướng dẫn kỹ thuật đan từ cỏ năn tượng, chị Quyến tham gia học và chỉ vài tuần đã thành thục các mẫu mã khác nhau. Sau khi học nghề xong, thấy đây là công việc nhẹ, phù hợp lứa tuổi, lại không tốn chi phí vì nguyên vật liệu được hợp tác xã MCF cung cấp nên chị tiếp tục duy trì nghề. Tùy theo mẫu sản phẩm, giá gia công đan dao động từ 14.000 đến 31.000 đồng một giỏ. Hàng tuần, mỗi lao động như chị Quyến có thể kiếm được thu nhập từ 400 đến 500.000 đồng. Cái việc này là công việc nhàn rỗi dễ làm và người ta có thể người ta tận dụng thời gian rảnh rỗi đó, người ta làm thì có thu nhập đó thì bằng mọi người thì sẽ giới thiệu với nhau hay gắn kết với nhau. Và cái hội phụ nữ cũng là một trong những người để gắn kết những đoàn hội mình với nhau để cho nó giới thiệu những người gắn kết với hợp tác xã để làm. Từ cây cỏ dại thân thuộc, dồi dào tại vùng đất nhiễm mặn nặng, khó có thể canh tác lúa, nay đã trở thành nguyên liệu sinh thái, được gia tăng giá trị bởi tay nghề khéo léo của lao động địa phương. Việc tăng thu nhập cũng đã giải quyết một số vấn đề quan trọng trong cộng đồng, bao gồm nhu cầu về việc làm, đặc biệt là đối với phụ nữ và người lớn tuổi trong thời gian nông nhàn. Điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển bền vững tại những vùng đất nhiễm mặn đồng bằng sông Cửu Long.